Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv 2022 gmail com Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim ABA một lần nữa lại để ngỏ khả năng gia tăng lãi suất trong bài phát biểu mới nhất ngày hôm qua. Trong khi đó, tại New South Wales, đảng tự do đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nhân viên hành chính không kịp gửi đơn ứng cử vào ủy viên của hơn 10 hội đồng thành phố. Trong khi đó, tại Gold Coast, thông tin từ cảnh sát cho biết một người mẹ 46 tuổi bị cáo buộc đã giết chết cô con gái 10 tuổi. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin sinh hoạt kinh tế. RBA để ngỏ khả năng tăng lãi suất. Trong phát biểu mới nhất vào ngày hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim Michelle Bullock cho biết RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất nếu cần để kiểm soát lạm phát. Mặc dù giới chuyên gia cho rằng khả năng này rất khó xảy ra, song điều chắc chắn là ABA cũng sẽ không sớm giảm lãi suất. Thống đốc RBA Michelle Bullock nhấn mạnh, Tôi biết rằng tăng lãi suất không phải là điều mọi người muốn nghe, nhưng lựa chọn thay thế là lạm phát cao liên tục còn tệ hơn. Nó gây tổn hại cho tất cả mọi người, bà nói. Trước đó, tại cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng 8, Mặc dù giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 12 năm là 4.35%, song ABA cũng khẳng định rằng chính sách tiền tệ phải đủ hạn chế để đưa lạm phát giảm về mức mục tiêu. Thậm chí phát biểu tại buổi họp báo sau đó, thống đốc ABA Murselock còn cho biết, các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về việc tăng lãi suất tại cuộc họp nhưng quyết định giữ nguyên lãi suất Lý do là lạm phát tại Úc vẫn đang đứng ở mức khá cao và có xu hướng giảm chậm cho dù aba đã tăng lãi suất thêm 4.25 điểm cơ bản kể từ tháng 5 năm 2022 theo đó lạm phát cơ bản tại Úc vẫn ở mức 3.9% trong quý trước cao hơn nhiều so với mục tiêu từ 2 đến 3% của aba và chỉ được kỳ vọng sẽ giảm số mức mục tiêu 2 đến 3% vào cuối năm 2025 điều đó khiến các nhà hoạch định chính sách băn khoăn về việc chính sách hiện tại đã đủ hạn chế hay chưa Tuy nhiên theo các nhà phân tích, khả năng ABA tăng lãi suất là rất nhỏ khi mà nền kinh tế Úc đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đang suy giảm. Việc tăng lãi suất có thể khiến niềm tin người tiêu dùng suy giảm, từ đó ảnh hưởng tới đà tăng trưởng kinh tế. Kết quả của khảo sát do viện Westpac Melbourne thực hiện vừa được công bố hôm 13 tháng 8 cho thấy, chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã tăng 2.8% vào tháng 8 so với tháng 7 khi chỉ số này giảm 1.1%. Tuy nhiên, việc chỉ số này chỉ đạt 85 điểm cho thấy số lượng những người bi quan vẫn vượt xa những người lạc quan. Dù khó tăng lãi suất, song các chuyên gia cũng cho rằng ABA cũng sẽ không sớm giảm lãi suất. Thống đốc ABA Michelle Bullock khi phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Quản trị vào ngày 6 tháng 8 vừa qua cũng đã nhấn mạnh Dựa trên những gì tôi biết ngày hôm nay và trên những gì Hội đồng Quản trị biết, chúng tôi có thể nói rằng việc giảm lãi suất tiền mặt trong thời gian ngắn không phù hợp với suy nghĩ hiện tại của hội đồng quản trị. Tuy nhiên, bất chấp những bình luận này, thị trường vẫn đang đặt cược 46% và khả năng ABA có thể bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 11. Đợt nới lỏng đầu tiên vào tháng 12 gần như đã được định giá đầy đủ. Ngân hàng Westpac cho biết họ kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2 năm tới, chậm hơn so với lời kêu gọi trước đó về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Trong khi đó, ANZ dự kiến là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của ABA sẽ chỉ diễn ra vào tháng 2 năm tới 2025. Cũng tin sinh hoạt kinh tế, kỹ nghệ âm nhạc đang cầu xin chính phủ hỗ trợ chi phí bảo hiểm để tồn tại. Việc chi phí bảo hiểm liên tục gia tăng đã và đang gây sức ép đối với kỹ nghệ âm nhạc tại Úc, khiến nhiều lễ hội âm nhạc đã tuyên bố hủy bỏ buổi trình diễn và giờ chót thậm chí vào lễ hội còn tuyên bố ngừng hoạt động do những khó khăn về tài chính. Lĩnh vực âm nhạc tại Úc đã đối diện với chi phí bảo hiểm tăng gấp 4 lần kể từ khi chính phủ Úc dỡ bỏ những hạn chế về đại dịch. Trường hợp điển hình là một quán rượu tại Adelaide đã báo cáo mức tăng bảo hiểm từ 10.000 đô la lên 40.000 đô la vì nơi đây có biểu diễn nhạc sống. Ngoài ra, còn có một danh sách ngày càng dài về các lễ hội âm nhạc đã bị hoãn hoặc bị hủy trong năm nay, Đặc biệt là lễ hội Blue Fest ngày hôm qua đã thông báo năm 2025 sẽ là năm cuối cùng trong khi Splendor in the Grass đã bị hủy và lễ hội Harvest Rock mới thành lập của Adelaide đã bị hoãn, mặc dù lễ hội sau đổ lỗi cho việc không thể đảm bảo các tiết mục để phù hợp. Trong bản đệ trình ngân sách liên bang trước năm 2024-2025, ICA là cơ quan đại diện cho các công ty bảo hiểm đã kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp 5 triệu đô la mỗi năm để cải thiện quản lý rủi ro trong các lĩnh vực có tần suất yêu cầu bồi thường thương tích cá nhân cao hơn. Người phát ngôn của ICA cho biết, họ cũng đã ủy quyền cho một công ty tư vấn lập một báo cáo để tìm hiểu các hành động có thể được thực hiện để cải thiện khả năng chi trả và tính khả dụng của bảo hiểm cho các địa điểm biểu diễn nhạc sống. Ngoài ra, một cuộc điều tra của Thượng viện về chính sách văn hóa quốc gia, báo cáo cuối cùng đã bị trì hoãn cho đến tháng 3 năm 2025, cũng đưa ra các khuyến nghị trong báo cáo tạm thời trước khi công bố ngân sách vào tháng 5. Cuộc điều tra khuyến nghị chính phủ nên phối hợp với ngành lễ hội và ngành bảo hiểm để giảm phí bảo hiểm cho các lễ hội và điều tra các lựa chọn để đảm bảo các nhà khai thác vừa và nhỏ có thể tiếp cận bảo hiểm. Sau đây là những tin từ New South Wales. Đảng Tự Do gặp khủng hoảng khi hàng chục ứng cử viên không kịp đăng ký. Đảng Tự Do New South Wales sẽ không thể đưa ra ứng cử viên trong một chục cuộc bầu cử hội đồng thành phố sau một lỗi hành chính thảm khốc từ ban thư ký đã khiến giấy tờ của các ủy viên hội đồng tương lai không thể nộp kịp. Thông tin từ Đảng Tự Do cho biết, không một ứng cử viên Đảng Tự Do nào tại bảy hội đồng thành phố kịp nộp đơn ứng cử cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 14 tháng 9 sắp tới vì thời gian trễ nhất để nộp đơn ứng cử là vào 12 giờ trưa hôm qua thứ Tư. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu ủy viên tương lai bị ảnh hưởng bởi việc ban thư ký không nộp giấy tờ đúng hạn. Nhưng các báo cáo cho thấy hàng chục người sẽ không được tham gia tranh cử. Giám đốc phân bộ đảng tự do tại New South Wales, ông Richard Shields đã đưa ra lời xin lỗi sau việc đáng tiếc này và đã đổ lỗi cho việc thiếu nguồn lực, thiếu nhân viên nên đã dẫn đến thất bại. Ngay cả bản thân ông cũng xác nhận là sẽ không tái tranh cử. Trong khi đó, lãnh đạo đảng tự do New South Wales, ông Mark Spickman cho biết, ông đang tìm hiểu kỹ hơn về lý do của sự thất bại lần này tuy nhiên ông spikman cũng bác bỏ mọi đề xuất rằng ông nên chịu một phần trách nhiệm vì ông không có vai trò hoàn thành các nhiệm vụ hành chính cơ bản hiện tại tình trạng hỗn loạn đã bao trùm nhiều thành viên trong đảng với các ứng cử viên đương nhiệm đang cố gắng tìm hiểu xem liệu họ có giữ được công việc của mình hay không và ban lãnh đạo đảng đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và dập tắt việc bị chỉ trích một số người trong đảng thậm chí còn kêu gọi liên bang tiếp quản chi nhánh new south wales do thất bại về mặt hành chính lần này Ban thư ký đang chờ xác nhận cuối cùng từ Ủy ban bầu cử New South Wales, nhưng có thông tin cho rằng đảng có thể sẽ không có ứng cử viên nào ở các hội đồng Camden, Shoalhaven, Lane Cove, Northern Beaches, Blue Mountains, Wollongong và Campbelltown. Ngoài ra, một số báo cáo cũng cho rằng chỉ có một phần giấy tờ được nộp cho Georges River, North Sydney, Penrith, Canterbury, Bankstown và Midland. Điều này có nghĩa là tại những hội đồng này cũng có khả năng sẽ không có ứng cử viên nào của đảng tự do. Ủy ban bầu cử New South Wales sẽ xác nhận danh sách đề cử vào hôm nay thứ Năm với danh sách đầy đủ các ứng cử viên được công bố trước 2 giờ chiều. Cũng tin từ New South Wales, nỗ lực nâng độ tuổi tối thiểu được sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đã được lắng nghe. Hàng ngàn chữ ký ủng hộ nỗ lực thay đổi độ tuổi tối thiểu được sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đã đến được Quốc hội New South Wales. Một đại biểu Quốc hội New South Wales cho biết phương tiện truyền thông xã hội đang làm mất đi tuổi thơ của người Úc khi một bản kiến nghị nâng độ tuổi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội được trình lên Quốc hội tiểu bang. Bộ trưởng Y tế đối lập Kelly Sloan và lãnh đạo đối lập New South Wales Mark Spickman đã kêu gọi chính quyền tiểu bang hợp tác với chính quyền liên bang để nâng độ tuổi tối thiểu được sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Chiến dịch đã thu thập được 114.000 chữ ký ủng hộ việc thay đổi độ tuổi tối thiểu được sử dụng mạng xã hội từ 13 lên 16. Người dẫn chương trình phát thanh WIPA và người sáng lập công ty sản xuất phim Galuzo đã cùng nhau lập bản kiến nghị cho trẻ em Úc thêm 36 tháng để phát triển bản sắc lành mạnh và an toàn trước khi các em được tiếp xúc với mạng xã hội. Lãnh tụ đối lập Spiegman cho biết ông kêu gọi chính quyền New South Wales công nhận mối tương quan giữa sức khỏe tâm thần suy giảm của trẻ em và việc sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng. Trong khi đó, bà Sloane đã khen ngợi chiến dịch 36 tháng này và gọi đây là chiến dịch tiên phong thay đổi cho một thế hệ trẻ em có tuổi thơ bị đảo lộn. Bà Sloan cho biết vấn đề đang được đề cập là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Cuối cùng là tin về những cái chết bất hạnh tại Sydney và Gold Coast trong ngày hôm qua. Như Việt TV đã liên tục loan báo, một cặp đôi du học sinh từ Trung Quốc phát hiện tử vong tại một chung cư ở Burwood, phía tây thành phố Sydney vào hôm thứ ba và hôm nay vừa có thêm một vài chi tiết mới. Thông tin từ một người bạn thân của nữ nạn nhân cho biết. Nạn nhân vài ngày trước đã thông báo với bạn bè rằng cô ấy có ý định rời xa người bạn đời của mình. Ngoài ra thì camera giám sát bên trong khu phức hợp tòa nhà cho thấy cặp đôi đã có một cuộc cãi vã bằng lời nói vào sáng sớm thứ hai. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ đã bị bạn trai đâm bên trong tòa nhà trước 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó. Sau đó người đàn ông đã nhảy từ ban công xuống đất tự tử. Trong khi đó tại Gold Coast, cái chết thương tâm của một bé gái 10 tuổi đang gây chấn động dư luận tại đây sau khi cảnh sát buộc tội người mẹ là bà Yingying Ying Su, 46 tuổi, đã giết đứa con gái 10 tuổi của mình. Nạn nhân là bé Sophie Wang, một học sinh trường Emmanuel College, và đã bị mẹ giết ngay tại căn hộ mà hai mẹ con sinh sống trên đường Emerald Lakes, Gold Coast và Thứ Ba. Thanh tra cảnh sát Ken Ellis cho biết, người mẹ 46 tuổi này đã bị bắt vào khoảng 10 giờ 25 phút tối trên một con phố gần đó. Ông Ellis cũng nói thêm rằng trong 15 năm làm thám tử, đây là một trong những vụ việc gây sốc nhất mà ông từng chứng kiến. Đây là một vụ án vô cùng nhạy cảm đã ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh tại trường Emmanuel College. Cảnh sát trước đó đã xin tòa không cung cấp thông tin nạn nhân. Tuy nhiên, luật sư Sophie Robertson, người đã xuất hiện trước nhiều cơ quan truyền thông, bao gồm cả đài ABC, lập luận rằng tòa án không có thẩm quyền cấp lệnh cấm nên sau cùng đơn của cảnh sát đã bị rút lại. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.